Liên minh châu Âu đang xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ba Lan vì vấn đề cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. EU sẽ trừng phạt Ba Lan vì tình hình Ukraine. Loạt khí tài phương Tây bị phá hủy ở Chaporohi. Tăng sản lượng đạn pháo thông minh Krasnopol M2 lên gấp 25 lần, Nga gửi thông điệp gì? đang đến với những thông tin quốc tế cập nhật mới nhất và đáng chú ý nhất trên kênh YouTube Tin tức Việt. Như thường lệ ngay mở đầu bản tin sẽ là mục điểm nhanh những tin tức chính. Mời quý vị cùng theo dõi. Bất chấp việc Bruxelles gia hạn lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine cho đến ngày 15 tháng 9, Ba Lan có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu. Theo thông tin sơ bộ, nếu Warsaw quyết định áp đặt các hạn chế đơn phương đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine sau thời hạn quy định, thì hành động đó sẽ bị coi là vi phạm luật pháp EU. Có nguy cơ xảy ra các biện pháp trả đũa thương mại từ những quốc gia riêng lẻ thuộc Liên minh châu Âu. Báo cáo của đài phát thanh RMF cho biết, Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng khoảng 20 quốc gia EU ủng hộ việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của Ukraine. Vào đầu tháng 6 năm nay, lệnh hạn chế nhập khẩu nông sản Ukraine sang một số nước EU đã được gia hạn cho đến giữa tháng 9. Mặc dù vậy, Ba Lan đang đe dọa đưa ra các hạn chế đơn phương bổ sung, đó là Warsaw có thể kích hoạt những biện pháp trả đũa nhằm vào những đối tác châu Âu. Trong diễn biến khác, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đang tích cực thực hiện một thỏa thuận ba bên để thay thế thỏa thuận ngũ cốc đã bị hủy. Giới truyền thông cho rằng thỏa thuận mới nhiều khả năng được ký kết vào cuối tuần tới tại thủ đô Budapest của Hungary. Dự kiến người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, ông Rostam Minikhanov, sẽ tham dự buổi lễ trọng thể. Theo thỏa thuận mới, ngũ cốc của Nga sẽ chủ yếu được gửi đến các nước châu Phi. Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan tâm đến việc xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine. Vì vậy, Ngoại trưởng Hakan Fidan đã gửi tới Nga yêu cầu quay lại điều khoản trước đó. Theo gợi ý từ Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp việc cung cấp ngũ cốc Nga cho châu Phi, trong khi Qatar đóng vai trò là đối tác tài chính. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất thêm rằng thỏa thuận này sẽ được thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Nhưng cần lưu ý rằng, phía Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về thông tin nói trên. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của đối phương và phá hủy hàng loạt khí tài của phương Tây ở Japorohi. Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo hướng Japorohi, lực lượng Nga đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công do lực lượng vũ trang Ukraine phát động gần Robotino và Veboroi vùng Joporohi. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 135 quân, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ bình, 2 xe bọc thép chở quân Shiker, 3 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất, hệ thống FH-79 do Anh sản xuất, 1 hệ thống pháo M777, lựu pháo M119 và 1 radar phản pháo AN-TPQ-50 do Mỹ sản xuất. Ở hướng Donetsk, Cụm lực lượng chung của Nga phối hợp chặt chẽ với lực lượng tấn công mặt đất và hàng không quân đội đẩy lùi sáu cuộc tấn công của AFU gần Adrejka, Veseloi, pevo Pevomaskoi, Veseloi, Maos và Staromikhailoka, cộng hòa nhân dân Donetsk trong 24 giờ. Tổn thất của AFU là hơn 280 quân nhân thương vong, 6 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất cùng lựu pháo D20 và D30 các kho đạn giã chiến của AFU đã bị phá hủy gần Kostatinoka và Ivano Dajaka, Donetsk. Ở hướng Nam Donetsk, cụm lực lượng Vostok cùng hàng không tác chiến, chiến thuật và pháo binh đã tấn công đối phương ở Staromarsky và Urojanoi, Donetsk. Các lực lượng vũ trang Nga đã vô hiệu hóa bốn nhóm tấn công và chính sát tách ra từ lữ đoàn cơ giới số 56 và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 38 của AFU gần Mafopol, Chevonoi vùng Chaporohi và Urojanoi Donetsk. Sau cuộc giao tranh trên, Ukraine mất 130 binh sĩ, 13 xe tăng, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, một khẩu pháo MSTAB và một đơn vị pháo tự hành Vozika. Ở hướng Kupians, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh từ cụm lực lượng Japat của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của AFU gần Oshana, Sinkoka, Ivanoka, vùng Kharkov, và Novo Seloskoi, Cộng hòa Nhân dân Lugan. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 60 quân nhân, 2 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Vozika và một khẩu lựu pháo D-30. Theo hướng Karasni Liman, nhóm lực lượng Sen đẩy đuổi 3 cuộc tấn công của AFU gần Toskoi và Belogoroka, Lugan. Ở hướng trên, Ukraine mất 70 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải trong vòng 24 giờ. Theo hướng Kherson, các cuộc pháo kích của Nga khiến Ukraine mất 30 quân và hai phương tiện cơ giới. Một kho đạn của AFU đã bị phá hủy gần Ochakov, vùng Nikolaev. Các lực lượng Nga đã giao tranh với nhân lực và khí tài quân sự của AFU tại 153 khu vực trong ngày qua. Các hệ thống phòng không Nga đánh chặn 3 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS và một tên lửa chống bức xạ HAM. Ngoài ra, 23 UAV Ukraine bị bắn hạ gần Novo Pechikoka, Jasevo, Jakoleka, Paloka, Semigori, Tomak, vùng Japorohi, Kamenka, Nova, Lesejeka, vùng Kherson và Lysychan, Lugan. Dù bị phương Tây phong tỏa nguồn cung chip, nhưng Nga cho biết sẽ sớm tăng sản lượng đạn pháo thông minh Karasnopol M2 lên gấp 25 lần vào năm 2024. Ông Vyacheslav Kovalev, giám đốc điều hành hãng Tula KBP, đã đưa ra thông báo trên truyền hình về ra rằng Nga sẽ đạt được mức tăng gấp 25 lần sản lượng đạn pháo thông minh Karasnopol M2. Sự gia tăng đáng kể trong sản xuất vũ khí thông minh này là được hỗ trợ bởi Bộ Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga. Trong bối cảnh bị phương Tây phong tỏa nguồn cung chip, nhưng Nga vẫn có thể sản xuất số lượng lớn Karasnopol M2, cho thấy nền công nghiệp vũ khí nước này có khả năng thích ứng rất tốt. Đạn pháo thông minh Karasnopol M2 được thiết kế để nhắm chính xác và công phá mục tiêu. Độ chính xác của đạn pháo thông minh Karashnopol-M2 có thể thấy qua các cuộc xung đột gần đây mà Nga can dự. Có thể nói rằng ngoài UAV tự sát Lancet thì đạn pháo thông minh Karashnopol-M2 đã và đang gây ra nhiều thiệt hại lớn cho đối phương. Đạn pháo thông minh Karashnopol-M2 được phát triển bởi tập đoàn vũ khí Tula KBP. Loại đạn này là sự kết hợp giữa đầu đạn có sức công phá lớn với hệ thống chỉ thị dẫn đường chính xác bằng laser. Đạn rất linh hoạt, tương thích với tất cả các hệ thống pháo có cỡ nòng 152 mm trong biên chế quân đội Nga. Krasnopol M2 có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 26 km. Truyền thông Nga cho biết đạn pháo thông minh này có độ chính xác rất cao, ngay cả khi nhắm vào các mục tiêu nhỏ. Krasnopol M2 có thể tích hợp với máy đo khoảng cách laser nội địa như 1D20, 1D22, LCD 3M và cả quốc tế như là DHI 307 của Pháp. Karasnopol M2 đại diện cho đỉnh cao về đạn pháo thông minh, củng cố vị thế cho pháo binh Nga. Sự ra đời của loại đạn pháo thông minh này đã giúp cho pháo binh Nga có thể bắn chính xác như súng bắn tỉa. Truyền thông Nga cho biết đạn pháo thông minh Karasnopol M2 có thể bắn chính xác cả mục tiêu cố định và di động. Dù được thiết kế để có thể tương thích với mọi loại pháo có kích cỡ nòng là 152mm, Tuy nhiên, đạn Karasjopol M2 sẽ phát huy tác dụng lớn nhất khi kết hợp với pháo tự hành như Akashija 2S3 và 2S19 MSTAS. Trọng tâm chính của đạn Karasjopol M2 là vô hiệu hóa các mục tiêu bao gồm xe tăng, thiết giáp, sở chỉ huy hoặc các mục tiêu có giá trị cao. Karasjopol M2 được ví như là một trong số những vũ khí có thể thay đổi được cục diện trên chiến trường. Chúng đánh dấu sự chuyển đổi từ hỏa lực mục tiêu khu vực thông thường sang tham gia tiêu diệt mục tiêu quan trọng một cách chính xác điều khiển hỏa lực pháo binh cơ động Malakhit kết hợp với đạn pháo thông minh Karasnopol M2 sẽ gia tăng tính hiệu quả của lực lượng pháo binh. Cùng với đó là việc kết hợp với các UAV trinh sát chỉ thị mục tiêu, pháo binh Nga ngày càng đáng sợ hơn. Quả đạn pháo thông minh Karasnopol M2 bao gồm hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động K-155M, một đầu đạn nổ mảnh và hệ thống đẩy. Đạn pháo thông minh Karasnopol M2 đã cho thấy sự đáng sợ khi có thể bắn chính xác dẫn tới phá hủy các phương tiện bọc thép do phương Tây sản xuất tại Đông Âu. Ngoài việc sử dụng trong nước, Nga cũng sẵn sàng xuất khẩu loại đạn thông minh Karasnopol M2. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Mọi ý kiến đóng góp, quan điểm, suy nghĩ mời quý vị chia sẻ cùng chúng tôi thông qua bốc bình luận bên dưới video. Rất mong tin tức Việt luôn nhận được sự tin tưởng và quan tâm theo dõi từ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!